Thầy cảm ơn nữ ca sĩ Khánh Thùy. Thì qua ông cho nữ ca sĩ Khánh Thùy cái album Thánh Ca, bài đó, bài nhạc đó là Năm Trưa Trên Cây Xoài ấy, quý vị. Nhưng mà người Nam thì đọc là cây xoài, nhưng mà để tiếng Bắc á, mình đọc là thầy đọc chữ xoài, nhưng kia mình nó bị trại trại dòng Nam của thầy, nó ước ác mà nó bị lỡ cây người ta cây xoài cây xoài, cũng như là đọc sao em đọc dùm cho thầy cái chữ Bắc mà chữ S O chữ O chữ O với chữ xoài, với là đọc thầy đọc rất kỳ. Năm Trưa Trên Cây Xoài, nhìn lên cây xoài mình mất phước chết á. Cây xoài là cây thầy linh thiêng, đúng không? Nhưng không phải cây xoài là cây xoài trái xoài mà ăn đâu. Xoài em chưa bao giờ nhìn thấy cây xoài á thầy. Nhưng mà nó khó trong kinh thánh á, có nghĩa là Đức Mẹ Maria thì hiện ra thị hiện, cũng như mình hỏi Đức Quán Âm thị hiện ra cho người đời sợ chơi. Có nghĩa là cái sự linh thiêng thôi nha quý vị. Thông cảm với thầy giọng người Nam, thầy chọc cho quý vị cười chấm có cố tin là nó, hồi nãy đó em về với bố em, sao nó không về với ba em đi. Nhưng mình làm gì cho cái bài nhạc nó linh động. Rồi xin mời quý vị thưởng thức lại một mình Thiên Na ôm lại cái bài Tiếng Mưa Đêm dưới cái tiếng đàn của thầy, rồi lúc đó mới cầm bài cái bài nhạc 15 phút liên khúc nha quý vị. Em đánh giùm cho thầy, rồi thầy 1-2-3 phút cái thầy lang thang vô cái dòng guitar của cổ, thầy blend nó vô, rồi lúc đó mình mới hòa âm quý vị. Em lên 12 giờ ha. Rồi sau đó thầy cho thấy mặt quý vị, còn giờ nó đang vẫn còn hiệp rehearsal. Ta 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 ra ra ra. Không có em ơi, chết cha hết pin nữa rồi. Đàn nữa hả? Ừ, đàn hết pin nữa rồi. Ồ, cái này. Nên bị lỏng. Thì bởi vì hết pin nữa, ra nó đóng không kêu, giờ kêu rồi đó. Khi nó kêu cái cạch đó là giờ nó có rồi, 12 giờ. Thầy sợ hết pin quý vị, thầy đang mua cục pin rẻ tiền. Còn cái cục pin, quý vị bây giờ hai cục pin nó lên gần 5 đồng quý vị. Thầy mua một lố mà 10 cục pin nó có 5 đồng, mà 2 cục pin cũng 5 đồng. Single line thôi là của cái đàn guitar nó đủ ý nghĩa để diễn tả một bài. Càng đông instrument chút xíu là mỗi cái nhịp nó bị đụng nhau không? Tại vì quý vị thấy không? Cổ đi theo thầy cả năm trời để hai cái nhịp nó blend chung nhau.
khi mà ráp một cái người mới, cái người đó đang chạy 80, cái chạy lên 82, chạy 84, 88 cũng quen cái nhịp của thầy, thầy theo được, thầy dớt được. Còn những người khác mà khi mà cái tim của họ mà đập lẹ hơn mình, họ đánh lẹ hơn, rất là khó. Như vậy rồi bây giờ quý vị thấy người đẹp Tina qua âm chung thầy 15 phút mà 3 bản quý vị. Cái bài đó nó vô giữa. Rồi cái bài của Ngô Thị Miên á, đi trước là cái bài Riêng Một Góc Trời. Rồi cái bài cuối cùng là bài Love Story. Ngày hôm nay mình sẽ hy sinh đẩy cái bài Love Story để end một cái bài mới nữa. Nhưng mà trước khi đó mình phải trình diễn 15 phút, stray 15 phút, không được nghỉ. Đối với người bình thường một bài tôi làm cũng được, ở đó mà ba bản nha quý vị. Đây là cái hiện tượng ba bản nha quý vị. Em ơi, chắc là cái ghế mu vô đây là tại vì cái camera nó require em đẩy cái ghế vô. Để thầy cầm giùm cho em. Mu cái ghế vậy thôi. Rồi. Đó, ghế vô giữa là mình sẽ... Kỳ này thầy phải sắp bộ trống vô giữa nữa. Dạ. Được không? Được, được. Tại vì mình cứ bị cái dắt này. Hình ra khi mình cắt, cái dắt này mà nó thông đỡ quá ha. Các người đâu có biết mình đập bể em, mình cái trụ nó chỉ là tới đập nó ra cũng nhanh thôi mà thầy. Ừ, mình đập ra là mình có một cái hành lang là mình sát vậy đó. Thầy người ta chỉ đập nó ra rồi mình đó thôi. Nhìn sợ bể cái kia, nó phải dùng cưa nó cắt, nó dùng cưa nó cắt em. Rồi bây giờ cả hai người đều vô picture hết rồi nè, đỡ rồi nè. À, em có cái điện thoại của em đâu rồi? Đây ừ, em phải nhìn em được, em bỏ em đứng lên chứ sao em để nằm. Em phải thấy. Em dựng nó lên trên cái lá. Đó, đúng rồi đó, đúng rồi. Em nãy em ừ em bỏ nó đứng ngay cái góc. Để em biết ai vô ai ra. Rồi bây giờ thấy hết cả hai rồi ha. Hồi bữa trước mình sử dụng cái foam của sử dụng có cái foam Bossa Nova rồi quý vị, là mình đi qua châu Mỹ Latin. Bữa nay thầy mời quý vị vào cái dòng nhạc của tuổi trẻ, nó gọi là techno. Bây giờ thầy chơi kiểu remix thử how mình đu cho quý vị đã nghe cái version. Quý vị trở lại cái tuần trước đó quý vị, tuần trước là quý vị đã nghe cái mà đang 800 người vô đó là bị chặn rồi đó quý vị. Rồi bây giờ mình đổi một cái version khác cho nó hay nha quý vị.
Nếu đôi lúc là lost track là tại vì mình đang ở, không biết mình đánh câu đó rồi chưa, quý vị tập mới có 2 lần rồi quý vị, nhưng mà thường tâm lý là mình vô lớp mình học luôn, chứ giờ công việc bận rộn, vừa mới mở mắt phải đưa con đi học, mà vừa mới con đi học là khách đã vào cái tiệm của mình rồi, kể từ đó là cổ được cái hạnh phúc là gì, học trên sóng luôn, chứ giờ không còn cái thời gian, nhưng mà được cái relax. Hồi nãy giờ dạy cho bé Sunny là gì? Không còn vội mẹ nữa, bữa trước mà lúc mà ngày xưa thầy còn nhà cũ là phải ngồi chung với đấy vì, còn bây giờ ngồi riêng tập cho cháu. Tự lực cánh sinh, không có mẹ cũng phải tự đi lấy nước uống. Cái đó là điều tốt cho con cái sau này. Rồi sau này mà lỡ mẹ có đi đâu, đi mail chút xíu, đi nhà băng chút xíu, thì cháu nó ở nhà mà nó không có sợ. Quý vị, mình tập cho con mình từ từ, nó tự lập mốt, nó có vợ mẹ ơi, vợ con nói gì con không hiểu, mày thông dịch giùm. Việt Nam Mỹ nói cái gì vậy? Trời, nó yêu mày, nó thương mày, sao mày không? Còn không tiền cái ngôn ngữ đó 20 năm, 30 năm giờ của cha mẹ. Bây giờ nó nói gì con không hiểu nó. Thì bây giờ từ từ nó sẽ hiểu. Rồi bây giờ mình phải kiếm để mình knock out complete bài love story. Mình chỉ giữ 2 bài kia thôi. Nhưng mà nếu mà như vậy thì ngày hôm nay mình thầm đất liền qua cái môn rê thứ, quý vị. Mình phải chọn một bài rê thứ. Chứ còn mình chọn la thứ thì người ta nói mình dễ nha. Rồi trong thời gian chờ đợi, cổ được quyền relax 5 phút, thầy pick up một cái bài nha. Em relax 5 phút, uống nước xuống thăm nó dưới. Coi nó ok hay không.